Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Bây giờ là những ngày mà gần như là qua năm mới rồi, những ngày gần cuối năm. Thì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Tân nghĩ là các bạn cũng như là nhiều cô chú anh chị đang gấp rút để mà mình tất bật đi làm, dành dụm để có một cái Tết nó sum vầy. Thì giai đoạn này Tân thấy có nhiều người rơi vào tình trạng bị stress, buồn. Thì Tân cũng vậy, Tân không có khác gì bất cứ gì mọi người hết. Tất nhiên là một cái người làm chuyện tâm linh thì không thể nào mà mình cứ đem mặt buồn của mình lên mình kể những câu chuyện nó bi thương, nó chán, đúng không? Nó ghê là nó ghê, nhưng mà nó phải có cái tinh thần để chúng ta vực dậy. Thì có những câu chuyện mà phải có đầy đủ một cái kinh phí để mình biến những câu chuyện nó thành một cái phim. Thì khi các bạn xem, các bạn mới thấy được nó ghê. Cho nên có những cái câu chuyện mà mình cố gắng mình kể nó trong cái phạm vi hạn hẹp, thì các bạn nghe nhiều khi nó không có hiểu, thì các bạn thông cảm giùm cho kênh. Thật sự mà nói á, không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở Thái Lan, một năm có rất nhiều những kịch bản phim ma được gửi lên cho nhà sản xuất, gửi lên cho đạo diễn. Nhưng mà đôi khi họ chọn những cái câu chuyện mà bạn thật sự bạn đọc xong câu chuyện đó, bạn không có mood để mà bạn làm luôn. Nhưng mà với cái tầm nhìn, với con mắt của những người nhà nghề đó, khi mà họ biến những câu chuyện đó thành thật qua màn ảnh thì nó sẽ ghê. Thì hôm nay Tân kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này không phải ở Thái, nó ở Việt Nam mình. Đôi khi Việt Nam mình có những câu chuyện rất là hay, nhưng mà cái người kể đôi khi là họ giấu đi cái tên tuổi, cái địa điểm. Tại vì họ sợ khi nói ra đó, người dân dùng đó sẽ biết. Cái khó khi kể chuyện ma Việt Nam, không phải Việt Nam không có ma, mà cái người cung cấp câu chuyện họ muốn giấu. Tại vì họ đang sống ở vùng đó, hoặc là họ đang chính là cái nhân vật đó. Còn khi bạn kể chuyện ở nước ngoài đó, người ta không có ngại. Thì đây là câu chuyện mà thật sự ra nếu như có điều kiện làm thành phim thì nó sẽ rất là hay. Mà Tân sẽ cố gắng kể cho các bạn nghe, để chúng ta cùng nghiên cứu và lưu lại câu chuyện đó trên kênh của Tân. Thì bạn này gửi về cho Tân vào cái dịp cuối năm của năm 2019. Thì bạn có kể rằng vậy, bạn là một cái người bị có cái tướng đi khập khiễng. Thì do hồi nhỏ bạn bị một cái tai nạn. Cái tai nạn đó không phải là do bạn vui đùa, hay là do bạn bị bất cứ cái gì tác động, mà chính người nhà bạn tác động. Thì chính cái câu văn đầu tiên đó bạn gửi cho Tân, thì Tân mới chú ý đến câu chuyện bạn này. Tại vì bản thân Tân là một cái người rất là muốn nhìn về gia đình. Tại vì cái bản chất của bạn như thế nào đó, nó xuất phát từ cái sự giáo dục của gia đình. Cho nên là mình rất là để ý tại sao một đứa bé mà bị gia đình nó làm cái gì để nó bị khập khiễng cái chân. Thì bạn này mới kể cái câu chuyện tâm linh của bạn này. Bạn mới nói rằng là cái hồi mà bạn mới sinh ra ở tại một cái vùng quê miền Trung, thì cái ngày bạn vừa cất tiếng khóc chào đời thì đối diện nhà bạn có một người đàn ông say xỉn treo cổ chết trên cây phượng đối diện nhà. Lúc đó là nhà bạn hỗn loạn, mà cái xóm nó cũng hỗn loạn vì có người chết. Thì lúc này bà nội của bạn nói bạn là một trong những người xui xẻo, là vì khi bạn sinh ra thì có một cái người đối diện nhà mất đi. Thì bà nội cho rằng bạn chính là đầu thai của cái linh hồn của người đàn ông say xỉn mà đã chết. Thì sau này bạn bị sự đối xử rất là hà khắc của gia đình bên nội, và bạn là con gái. Thì mẹ bạn chịu không nổi,
mới dọn về bên ngoại ở. Và ba của bạn vì thương bạn, thương mẹ nên bỏ nhà nội đi về nhà ngoại ở. Thì nhà ngoại cũng gần đó, cũng là ở miền Trung vùng quê đó, mà cách cách nhau một cái làng hay cái vùng gì đó. Thì về đó ở thì năm mà bạn này 15 tuổi, không hiểu lý do tại sao, không hiểu cái lý do tại sao mà ba mẹ bạn đều uống thuốc rầy tự tử và nằm ở trong nhà của bà ngoại chết. Mà đến tối gia đình mới phát hiện, tại vì gia đình bạn này làm nông, cho nên là bà ngoại từ sáng là phải chuẩn bị đồ đi ra ngoài đồng ngoài ruộng gì đó, còn ba mẹ là đi riêng, ba mẹ làm riêng, cũng làm nông mà làm ở bên cái ruộng khác hay là bên vùng khác. Thì đến chiều mọi người mới sum vầy về để ăn bữa cơm, còn bạn thời điểm đó là đi học. À, sáng là đi học. Thì cái buổi sáng hôm đó là buổi sáng cuối cùng bạn nhìn thấy được ba mẹ của mình, và mọi người đều rất là vui vẻ, luộc lên những cái bữa khoai để mà cùng nhau ăn uống cười giỡn rồi đi học. Không hiểu tại sao chiều về ba mẹ đã chết từ bao giờ ở trong phòng, và khám nghiệm là cho nói rằng là uống thuốc rầy. Thì bạn này bắt đầu bị bà ngoại bạn này cho rằng bà nội ngày xưa nói đúng, bạn này là một cái người đem lại gieo rắc sự không may mắn cho người khác và hại những người trong gia đình của mình chết theo cái khung giờ hoặc là theo cái lứa tuổi. Thì Tân không hiểu đây là cái tục lệ gì mà bạn này nói là ngoài cái quê bạn này có những cái người như bị như vậy. Đó là cái ngày sinh ra của người ta là ngày chết một ai đó mà chết ngay trước cửa nhà. Thì cái đứa bé đó được cho rằng là linh hồn được đầu thai từ người chết đó. Đây là một câu chuyện mà Tân lần đầu tiên Tân mới nghe. Tại vì thật sự Tân không phải là người biết hết tất cả về tâm linh. Nó thật sự mấy bạn, một cái quốc gia rộng lớn, rất là nhiều những cái thủ tục, những cái câu chuyện mà mình không thể nào mình biết hết được. Thì bạn này không còn chỗ dựa của cha mẹ, bên ngoại, bên nội đối xử với bạn rất là tệ. Cộng với việc bạn bị tật nguyền, khập khiễng, cho nên trong trường người ta đối xử với bạn cũng không phải là tốt lắm. Mất hết tất cả mọi thứ và bạn ngưng học ở năm 16 tuổi. Bạn phải đi khắp nơi trong vùng để kiếm sống. Nhưng mà từ năm 16 tuổi cho đến năm 19 tuổi là 3 năm đó, bạn làm ở bất cứ chỗ nào thì nơi đó đều có người tự sát chết. Chỉ có một điều đỡ hơn là những cái người tự sát chết ở những cái chỗ đó thì người ta không có đổ thừa là do bạn. Nhưng mà bạn không hiểu tại sao những cái chết đó rất gần giống như cái chết của cái người đàn ông treo cổ cây phượng, hoặc là cái chết của ba mẹ bạn. Nếu không phải do uống thuốc độc chết thì cũng là treo cổ chết. Mà bạn đi đến đâu đều gặp những hình ảnh đó, thì bạn mới không hiểu là tại sao mình như vậy. Thì khi mà bạn lên được Sài Gòn có nghĩa là bạn đã có một sự phấn đấu rất là mạnh. Bạn lên được Sài Gòn thì bạn mới tiếp cận được với nhiều thứ nó tốt đẹp hơn, nhưng mà cũng đau khổ hơn. Là vì mình là người dưới quê lên, phải đi làm công làm mướn. Thì cái thời gian bạn làm công làm mướn đó, cho những cái người lao động bình thường thì khoảng độ khoảng 6 tháng. Thì bạn thấy mọi chuyện nó không có gì xảy ra. Các bạn nói Sài Gòn thời điểm đó nó không có những cây phượng, nó không có những cái cây to mà người ta treo cổ người ta chết. Nếu là cây to thì rất là to, cao thì rất là cao, một người không thể leo lên đó chết được. Và bạn đi làm cho bất cứ ai, bạn cũng lựa những cái nhà trọ hoặc là những cái địa điểm không có cây. Còn cái chuyện uống thuốc độc thì bạn cho rằng đó là không phải do bạn, mặc dù ba mẹ bạn uống thuốc độc chết. Nhưng mà những người treo cổ thường họ lựa cây, họ treo mà nơi nào bạn ở là sẽ có. Thường ví dụ như người ta bị ma ám đi, người ta tới chỗ nào đều có người chết do treo cổ, nó khác nha. Còn mình, bạn này bị cái chuyện gì đó mà khi tới chỗ nào là cũng sẽ có người sẽ tự treo cổ chết sau khi bạn tới. Chỉ là bạn kể câu chuyện này ra thì
không ai biết về cái sự cố của bạn này, ngoài bà nội bà ngoại ngày xưa nói bạn là cái người mà bị đầu thai bởi người chết đó. Thì khi bạn lên Sài Gòn bạn gia chạm chừng nó được 6 tháng thì bạn thấy không có ai uống thuốc độc hết, không ai treo cổ hết, thì bạn nghĩ cái lời nguyền nó hết. Tại vì bạn cũng nghe nhiều người nói á, nếu như mình bị cái chuyện đó mà mình đi xa hơn vùng quê của mình một cái khoảng gọi là dài hơn nhiều, gọi là đi qua nhiều tỉnh, thì cái linh hồn nó sẽ không ám mình được nữa, mình sẽ bỏ được cái lời nguyền đó. Thì bạn mới xin vô làm ở một cái nhà khá giàu. Thì nhà này á, cái kiểu kiến trúc nó là kiểu thời xưa, thời Pháp cổ. Ở trong nhà nó không những có cây to mà cây vừa tầm. Nhưng mà khi vô trong nhà thì lúc này đã qua 6 tháng, qua nửa năm này, bạn cũng sợ. Nhưng bạn nghĩ rằng bạn với gia đình này chả liên quan gì với nhau hết. Bạn với cái gia đình nó không liên quan gì hết. Bạn chỉ tới đó để mà phụ, gọi là làm việc nhà, lau dọn, làm bếp đồ thôi. Thì trong quá trình đang làm thì có cái ngày hôm đó, nhà này cúng kiến cái gì đó, mời một cái vị sư về. Thì vị sư mới nói trong nhà này có quỷ. Thì chủ nhà hết hồn. Tại căn nhà đó từ thời lâu lắm rồi. Bà vị sư này cũng là người coi cái kiến trúc cũng như là coi cho phong thủy nhà này. Thì cái chuyện cúng nó giống như là cúng hàng năm thôi. Ông chưa bao giờ ông nói nhà này có quỷ. Nhưng mà cái ngày hôm đó ông tới nói nhà này có quỷ. Tại sao lại rước quỷ vô nhà? Thì chủ nhà nhanh chóng nhận ra được cái thông điệp đó là đến từ bạn. Tại bạn là người mới vô làm mà vị sư nó nói như vậy. Thì chủ nhà mới hỏi, vị sư mới nói rằng là hãy kêu cái người đó lên đây. Thì bạn mới đi lên và bạn rất là sợ hãi. Bạn lên thì bạn mới quỳ trước mặt cái vị sư đó, bạn khóc. Bạn nói là bạn không có phải là quỷ và bạn không làm bất cứ cái gì mà có tội ác hết. Từ ngày bạn sinh ra bạn bị cái gì bạn kể hết và những người trong cái nhà đó đều nghe được hết. Thì vị sư đó mới nói rằng là con á, không phải là quỷ, nhưng mà cái con quỷ đi theo con á, là có. Và những cái người ở ngoài quê của con thời xưa người ta không có biết. Người ta cứ nghĩ ma quỷ chết ở trước cửa nhà khi một đứa bé sinh ra, đó là sự đầu thai của người đó lên trên người của đứa bé. Nhưng mà thật ra không phải. Đó là người ta chết là do cái vận mạng của người ta. Người ta kết liễu ngay đúng cái lúc đó. Đúng cũng là duyên nghiệp. Thì khi người ta chết đi, cái linh hồn của người ta đúng ra là đi vất vưởng ở vùng đó thôi. Nhưng mà do đứa bé nó cất tiếng khóc chào đời, cho nên cái linh hồn nó nghe. Và nó đi theo cái bạn này từ giây phút đó. Dẫu cái nó không có nhập vô được người cái bạn này, nhưng mà nó cũng khiến cho người nhà của bạn này làm cho bạn này đủ thứ chuyện hết. À, và cái chuyện bạn này khập khiễng là do bà nội đánh. Bà nội đánh lúc mà còn nhỏ. Chính vì bà nội đánh cho nên bị mới bị tật. Như vậy mà mẹ mới bồng bạn này đi qua bên ngoài. Tân quên kể cái khúc đó. À, bị bà nội đánh cho nên mới bị tật. Chứ đúng ra bạn này sinh ra là người bình thường, không có bị bất cứ cái chuyện gì hết. Thì vị sư đó nói là do những người ở dưới quê người ta không có biết. Người ta thấy một đứa bé vừa chào đời thì có một người vừa vong mạng mà do tự sát là người ta rất kiêng kỵ. Người ta nghĩ rằng là đây là cái người mang cái mầm mống của ma quỷ. Thì đúng là khi bạn này bị những cái chuyện đó đó, cái hồn ma của người đàn ông mà treo cổ cây phượng dưới quê bạn cũng nhìn thấy. Và khi bạn về bên ngoại của bạn đó, thì người đàn ông này bắt đầu đi theo. Bắt đầu đi theo và thấy gia đình của bạn này hạnh phúc. Và người đàn ông này có nảy sinh duyên âm gì đó với mẹ bạn này nhưng mà không thành. Nhưng mà không thành. Cho nên ông hại ba mẹ của bạn này chết. Thì bạn này lại bị mang tiếng oán và lại đi khắp nơi. Lại đi khắp nơi. Và ông này đi theo bạn này để gieo không biết bao nhiêu nghiệp quả ở khắp nơi hết. Thì cái vị sư này mới nói là đến cái nhà này á, là may mắn cho con là nhà này là nhà mà cái tâm đức của người ta rất là lớn. Người ta dùng gia tài của người ta để người ta làm từ thiện khắp nơi. Cho nên á, là thầy nhìn là thầy biết. Nên thầy giúp con
loại trừ cái người đàn ông đó ra khỏi cơ thể, để mà con được an tâm sống cái cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thì lúc này thầy mới làm phép, làm pháp sự đó. Thì sau khi mà người thầy đó trừ được cái người đàn ông đó rồi, thì bạn này mới gặp được nhiều điều may mắn. Cái gia đình đó nhận bạn này làm con gái nuôi. Bạn thấy phúc đức ghê không? Người ta đâu phải ai giàu có là người ta cũng là cái người mà ích kỷ xấu đâu. Đôi khi cái tâm của người ta tốt ngầm mà. Mà tại người ta tốt, ta không cần phải nói ra. Nhận làm con gái gái nuôi và cho bạn này ăn học lại từ đầu. Và không phải là ăn học đây là để thành tài, ăn học để biết nhiều hơn so với người khác. Và cũng ra sức chữa trị cái bệnh của bạn, nhưng mà không được. Tại do ngày xưa còn nhỏ, bà nội đánh nặng quá, cho nên là không cứu được cái vấn đề. Cái tướng đi bạn nó bị khập khiễng. Nhưng mà bạn nói bây giờ cuộc sống bạn rất là may mắn khi mà ở trong một cái căn nhà như vậy, và ba mẹ nuôi rất là thương. Thì bạn muốn chia sẻ và giúp đỡ cho những người mà có hoàn cảnh giống bạn, là khi mà vừa sinh ra đời, trước cửa nhà có người tự sát, để mà có thể mà những người nghe câu chuyện này họ thấy, họ biết, thì họ đừng nghĩ rằng bạn này là mầm mống của ma quỷ, mà nhanh chóng tìm thầy về để giúp bạn này khi còn nhỏ tách cái linh hồn đó ra khỏi bạn này, hoặc là những người có trường hợp giống như vậy, để mà cái đứa bé nó bình thường và gia đình bình thường. Tại vì khi một cái hồn ma nó chết đi đó các bạn, nó tự sát nó chết á, thì nó sẽ đi dứt dưỡng. Đặc biệt là hồn ma mà nát rượu, hay là hồn ma vô đường cùng á, họ bước đi, họ chết đi rồi đó, họ không có quý thể xác của họ, mà họ sẽ rất là phá. Và khi họ mất đi đó, họ nghe tiếng khóc đứa bé, họ sẽ chú ý là tiếng khóc đó là tiếng khóc gọi là trong sáng và thơ ngây nhất, cho nên họ sẽ đi theo. Họ theo thì họ chưa chắc họ nhập cho người đứa bé được, mà họ khiển những người trong gia đình hãm hại lẫn nhau để mà họ được lợi. Thì sẵn đây mình cũng nói luôn cho những bạn mà có những cái câu hỏi, ví dụ như là nếu như một cái hồn ma họ hại một người bình thường như chúng ta mất đi, thì chúng ta cũng sẽ trở thành hồn ma đấu lại với họ, ta gọi là trả thù đó. Thì mắc gì mà tại sao những người mà bị những cái hồn ma dữ nó hại mà sao không trả thù? Thì bạn nên biết một cái chuyện là gì. Ma đó khi nó mất đi nó hại mình, mà khi mình mất đi nó đã phong ấn mình rồi, nó phong ấn lên cái xác của mình đó bạn. Thì phong ấn như thế nào, đó là một cái câu chuyện nó dài hơn, mà nó thuộc về vấn đề là về tâm sự nhiều hơn là một cái câu chuyện cụ thể. Tân chỉ thay mặt các bạn kể câu chuyện ngày hôm nay để kể cho các bạn nghe, để những ai bị cái trường hợp giống như vậy, hoặc thấy con cháu mình bị trường hợp giống như vậy, thì có cách để giải quyết ngay từ cái cội nguồn gốc rễ đầu tiên. Chứ đừng có nghĩ nó là ma quỷ mà khinh rẻ nó. Nhiều khi lúc mình khinh rẻ nó không là gì ha, nhưng mà khi nó nhận thức được á, nó trở thành ma quỷ thiệt. Có những câu chuyện cũng giống như bạn này, mà đứa bé đó thật sự nó không phải là ma quỷ, do gia đình bị mê tín, tự nhiên trước cửa nhà có người tự sát, hoặc là có người bị tai nạn chết. Cái chuyện đó nó thật sự với bạn, nó rất là nhiều ở ngoài cuộc sống này, làm sao mà mình biết được. Và thời xưa dưới quê ta lại không đẻ trên trạm xá, mà ta đẻ tại nhà có bà mụ này kia các cái. Thì có những cái nhiều khi bà mụ á, người ta lấy rượu người ta rửa dây rúng, hoặc là họ rửa máu của đứa bé đi. Cho nên cái người mà nát rượu treo cổ chết hay bị gì đó, nó chết bên đường, người ta kêu ơ thằng nát rượu nó chết, thằng nát rượu nó chết. Cái tự nhiên đi vô nhà thấy cháu mình nó cũng có mùi rượu, cái nghĩ nó bị linh hồn nó nhập. Nhiều cái sự xui rủi nó trùng hợp mấy bạn, nó trùng hợp mà rất là nhiều. Và có những đứa bé nó bị đối xử vô gia đình như vậy đó, nó trở thành một con quỷ thực sự, và nó cho cái linh hồn nó nhập thể xác luôn. Tại vì lúc này cơ thể nó không còn quan trọng nữa, ông bà cha mẹ nó không thương nó nữa, nó bán linh hồn nó luôn, và thể xác nó bán luôn, nó trở thành quỷ, và quỷ nó dữ hơn, và nó đi hại người thật sự mấy bạn. Và điều này các bạn cũng thấy trong đời sống thật sự, có rất nhiều người máu lạnh, không biết ơn người khác, nhưng thực chất ra cái tuổi thơ của họ rất nhiều sóng gió, họ bán linh hồn họ từ lâu rồi. Cho nên Tân thấy cái câu chuyện của bạn này
hay và phù hợp với những cái giây phút mà những người mà đôi khi có những cái tâm sự không thể tâm sự với người nhà, không thể tâm sự với gia đình. Thì đây là một câu chuyện để các bạn hiểu. Đôi khi ở ngoài kia, cái nhân duyên của các bạn là thuộc về một gia đình khác. Tuy không phải là máu mủ, nhưng mà người ta có lòng lương thiện, người ta giúp đỡ cho bạn này. Bạn này khuyết tật mà người ta cũng không có chê. Người ta biết hoàn cảnh bạn này đi gieo rắc bao nhiêu cái nỗi kinh hoàng một cách âm thầm, nhưng mà người ta vẫn đón nhận làm con nuôi. Người ta dùng cái tình cảm lòng bác ái để người ta đón cái người đó về, trong khi máu mủ ruột rà thì chà đạp đẩy ra. Trong cuộc sống này nhiều lắm mấy bạn. Nếu mà gia đình nào như vậy thì nên suy nghĩ lại ha. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Gia đình mình với nhau mà, đâu có ai sinh ra là quỷ đâu. Nhưng chi sơ tính bổn thiện, do con người đa nghi quá, gieo rắc cái nỗi kinh hoàng lên đứa bé đó mà thôi. Tự nhiên người ta chết bên đường liên quan đến con cháu mình, mà quýnh nó đến mức độ bây giờ nó bị thương tật đi cà nỉển như vậy. Không hiểu tại sao bà nội đã làm như vậy. Tân nói thiệt, Tân nghe bà nội này cái Tân nhớ đến bà ngoại của cái bạn kia quá. Tuy nuốt bằng chân mà dễ thương vô cùng. Tân sẽ kể chuyện rất là nhiều, mà tại vì bạn đó đang nhắn tin và nói rằng bà ngoại đang cần suy nghĩ. Trời đất, bà ngoại bạn đó đang nằm liệt giường bảy mấy tuổi, tối bay, nhưng mà bây giờ biết nổi tiếng rồi cho nên đang suy nghĩ chuyện để kể về cuộc đời cho mình. Thì khi mà kể đủ cho mình rồi, mình sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe để giải trí ha các bạn ha. Ok, các bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.